Bước lên đỉnh cao sự nghiệp từ những năm 20 tuổi, kiếm được hàng chục triệu đô chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson dường như đã có trong tay tất cả. Anh từng khiến không ít người kinh ngạc khi tặng cả chiếc xe Lamborghini cho đối thủ, tặng vợ chiếc bồn tắm dát vàng 2,2 triệu đô, dành 200.000 đô chỉ để mua thức ăn cho hổ, tiêu 5,5 triệu đô trong 11 ngày ăn chơi chỉ bởi bị thách thức, cùng với rất nhiều những bữa tiệc ngốn tiền khác. Người ta dự đoán rằng anh ta đã có thể trở thành tỷ phú, nhưng thói quen ném tiền qua cửa sổ đã khiến anh dần mất đi tất cả, tiền bạc, vợ con, thậm chí là chính bản thân mình. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá về câu chuyện đầy sóng gió bất hạnh và hành trình đi tìm lại bản thân của tay đấm huyền thoại này nhé thưa quý vị. Cuộc đời chìm trong bạo lực và ma túy. Tuổi thơ không trọn vẹn, cuộc sống của Tyson vô cùng khó khăn từ những năm đầu đời. Anh sinh ra ở Brooklyn, New York vào ngày 30 tháng 6 năm 1966. Cha của Mike Tyson bỏ đi khi anh mới được sinh ra, trong khi mẹ là người nghiện rượu và thường xuyên đánh đập con. Thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, nhà anh đều trở thành sòng Vegas thu nhỏ. Mẹ mở một sới bạc và rủ đám chị em bạn bè về nhà chơi, sai ông bồ đi mua rượu và pha loãng ra rồi bán theo ly. Lâu dần không chỉ gái đến mà đám ma cô, thám tử và cả đám giang hồ tề tựu ở đó nốc rượu hút hít thâu đêm suốt sáng. Đa phần họ đều là gái mại dâm nên mẹ của anh còn phải trông con giúp để họ đi làm. Mike Tyson kể lại, thuở nhỏ ông rất quấn mẹ, thậm chí có khi còn ngủ cùng với mẹ và bạn trai của mẹ. Họ uống rượu, đập nhau, làm tình, chia tay rồi lại uống rượu, rồi lại đập nhau dữ dội hơn trước. Khi anh 7 tuổi, có lần gã kia tác động mạnh đến mức văng luôn cả cái răng vàng của mẹ Tyson. Thế rồi mẹ anh nấu một nồi nước sôi và dầm nguyên một nồi choảng vào đầu gã bồ. Còn có một lần Tyson nhảy vào che cho mẹ và ăn trọn một cú vào bụng gục ngay tại chỗ. Vì thế sau này tôi không bao giờ động tay chân vào các con mình. Tôi không muốn chúng nghĩ mình có một ông bố quái vật, anh chia sẻ. 9 tuổi mà Tyson bắt đầu nuôi bồ câu trắng. Tuy nhiên những con chim cũng là nguyên nhân của cuộc chiến đấu đầu tiên của Iron Mike. Graham Basinger, một kẻ bắt nạt hàng xóm, đã đánh cắp con chim bồ câu của anh và giết chết con chim ngay tại chỗ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh đáp trả bằng cách đánh nhau. Kẻ bắt nạt đó không phải là người duy nhất mà Tyson đánh vì chú chim bồ câu. Anh đã từng trả thù một nhân viên vệ sinh vì đã vứt con chim chết bằng cách nhấn đầu anh ta xuống nước, khiến anh ta co giật và ngất đi. Năm Mike Tyson 11 tuổi, anh đã phải vào viện nuôi dưỡng vì phạm tội. Đến năm 13 tuổi, Tyson đã mắc 38 tội danh. Nhờ vào một nhân viên quản giáo vị thành niên và một cựu võ sĩ quyền Anh nhận thấy khả năng chiến đấu của Tyson trong trường học mà anh ta đã thử sức bước vào bộ môn này. Suy nghĩ về những cảm xúc sau khi mẹ qua đời, Tyson chỉ có thể nghĩ đến một từ: trả thù. Chúng tôi chưa bao giờ có tiền, cũng không có thức ăn. Chúng tôi không bao giờ có bất kỳ điều gì. Vì vậy sự trả thù của tôi là phải có tất cả mọi thứ. Mọi người phải biết tên tôi. Hành trình đi đến đỉnh cao. Tyson có cơ hội được gặp và làm việc cùng với Coach D'Amato, người ngoài việc huấn luyện anh ta còn trở thành người giám hộ hợp pháp khi Mike 16 tuổi. Nhưng đáng tiếc là Coach D'Amato chỉ dạy Mike Tyson được 5 năm, sau đó ông bị chết vì bệnh viêm phổi. Sau đó, Mike Tyson được Jimmy Jacobs thu nạp. Jimmy Jacobs đã dẫn dắt Mike Tyson dần bước lên đỉnh cao vinh quang cùng với sự lăng xê của hãng truyền hình HBO. Nhưng vào năm 1990, Jimmy Jacobs đã chết vì bệnh máu trắng. Người thứ ba đưa Mike Tyson lên đỉnh cao danh vọng chính là ông bầu Don King. Khi trở nên nổi tiếng, Mike Tyson kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tyson đã xuất sắc giành được huy chương vàng ở Thế vận hội trẻ năm 1981 và 1982. Mặc dù vậy, Thế vận hội mùa hè năm 1984, Henry Tillman đã hạ gục Mike hai lần. Nhưng điều đó không ngăn cản Mike ra mắt với tư cách là một võ sĩ chuyên nghiệp ở tuổi 18. Tay đấm thép từng đòi phí thượng đài mỗi trận lên tới 2 triệu đô vào năm 1987. Một năm sau, anh thu về 35 triệu đô cho các trận đấu của mình. Trong trận đấu lịch sử năm 1995, chỉ với 89 giây, Mike Tyson đã hạ đo ván đối thủ và đốt túi 2,2 triệu đô. Vào năm 1996, Tyson hạ knock-out Brooks Sheldon ngay ở hiệp đấu đầu tiên. Kết quả là Mike thép đã thêm 28,4 triệu bảng vào tài khoản của mình mà không cần đổ nhiều mồ hôi. Hai trận đấu với Evander Holyfield và chiến thắng trước Frank Bruno cũng mang về cho Tyson hơn 20 triệu bảng cho mỗi trận. Tạp chí Forbes đã từng bầu chọn Mike Tyson là người có thu nhập cao nhất trong số vận động viên với mức thu nhập 75 triệu đô trong năm đó. Năm 1987, với hai chiến thắng trước James Smith và Tony Tucker để bỏ túi 50 triệu đô. Khi Tyson hạ Michael Spinks vào năm 1988,
Anh bổ sung vào tài khoản 22 triệu đô, con số cao nhất lịch sử làng quần Anh thời điểm lúc bấy giờ. Tay đấm thép đã thượng đài 58 trận và giành được 50 chiến thắng, trong đó có 44 lần hạ knock out đối thủ. Sự vĩ đại trên sàn đấu của Mike Tyson được chứng minh qua kỷ lục, ông là vận động viên boxing trẻ tuổi nhất, thâu tóm đủ cả ba đài uy tín nhất làng võ là WBC, WBA và IBF, 20 tuổi 4 tháng 22 ngày. Anh từng lập kỷ lục thắng cả 19 trận đầu tiên trong sự nghiệp bằng knock out, trong đó có tới 12 trận anh hạ gục đối thủ ngay ở hiệp đầu tiên. Khi tất cả số tiền của anh ấy được cộng lại, giá trị tài sản của Mike Tyson kiếm được tới 400 triệu đô chỉ riêng từ các trận đấu quyền Anh của mình. Anh cũng trở thành gương mặt được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng săn đón, sau Pepsi đến Eastman Kodak rồi Nintendo, tất cả lần lượt tìm đến huyền thoại người Mỹ. Khối tài sản cách xù và lối sống phóng khoáng. Bước lên sàn đấu là một võ sĩ hạ tất cả mọi đối thủ với cú đấm thân sơ quỷ khốc, bước xuống sàn đấu như một ông hoàng. Đứng trên đỉnh vinh quang, giá trị tài sản của Mike Tyson cũng tỷ lệ thuận với danh tiếng của anh. Ở đỉnh cao thập niên 90, Tyson là một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất hành tinh và anh tận hưởng vinh quang của mình bằng những bữa tiệc xa hoa. Trong đó phải kể đến tiệc sinh nhật lần thứ 30 của Tyson với sự tham dự của một danh sách khách mời gồm 700 ngôi sao, bao gồm cả Oprah Winfrey, Jay-Z và Tổng thống tương lai Donald Trump. Bữa tiệc này đã tiêu tốn của Mike Tyson số tiền hơn 400.000 đô. Anh tài trợ toàn bộ vé máy bay, tiền ăn ở cho khách mời, thuê 13 đầu bếp thượng hạng, mỗi người phụ trách một khu bếp khác nhau. Khách đến tiệc đi trên thảm đỏ, qua một hành lang có sự canh phòng của 40 vệ sĩ trang bị vũ khí tận răng. Tyson còn chừa riêng ra 19 phòng ngủ để có thể làm tình với bất kỳ cô nàng nào anh gặp trong đêm ấy. Với khối tài sản cách xù trong tay, dĩ nhiên Mike Tyson cũng xây dựng cho mình một bộ sưu tập xe hơi trị giá 4,5 triệu đô, bao gồm cả chiếc Lamborghini LM002 quý hiếm trị giá hơn 126.000 đô. Tyson đã mua một chiếc Cadillac Escalade và Hummer H2, thêm một động cơ trị giá 177.000 đô khác vào bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên, đó không phải là những chiếc SUV lớn duy nhất gia nhập đội xe của Tyson, vì anh cũng đã mua một chiếc Bentley Continental SC trị giá hơn 500.000 đô. Trong một lần khi Mike lái chiếc Lamborghini đắt đỏ, Tillman đã tới và dành lời khen cho chiếc xe. Thấy vậy, Mike lập tức tặng chiếc xe hộp này cho Tillman. Không chỉ Tillman, Mike còn tặng xe cho bạn bè và người thân. Tôi đã làm gì với 400 triệu? Tôi đi chơi cùng với những gã không có gì hết. Tôi sẽ là con người tệ thế nào nếu không chia sẻ sự giàu có với họ? Mike lý giải hành động của mình. Khi còn hạnh phúc bên nhau, Mike Tyson đã tặng cho cô vợ cũ Robin Givens một cái bồn tắm bằng vàng đặc trị giá 2,2 triệu đô. Siêu xe vẫn là chưa đủ, khối tài sản của Mike Tyson phải kể đến cả những căn siêu biệt thự ở những nơi đắt đỏ. Anh sở hữu một bất động sản khổng lồ ở Connecticut với giá gần 3 triệu đô. Siêu biệt thự này có 24 phòng tắm, thang máy 4 tầng, hồ bơi, phòng chiếu phim, sàn nhảy và sân bóng rổ ngoài trời theo tiêu chuẩn NBA. Mike Tyson cũng đã mua một căn biệt thự trị giá 2,4 triệu đô ở Nevada, một bất động sản có giá tương tự ở Los Angeles và căn biệt thự rộng 24.000m2 ở Las Vegas. Huyền thoại quyền Anh người Mỹ rất hay quên, nhưng không bao giờ muốn tìm lại món đồ đã mất. Anh kể bản thân từng bỏ quên một chiếc túi chứa 1 triệu đô tiền mặt, còn những vật dụng như dây chuyền vài chục nghìn đô bị sót trong quần áo là điều rất thường thấy. Có lần tay đấm thép giờ giò đô đựng đồ giặt ra và thấy có khoảng 50.000 đô. Đỉnh cao nhất của việc vung tiền ném qua cửa sổ của nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử là việc anh bỏ ra 140.000 đô la mua về hai chú hổ trắng Bengal để nuôi trong nhà như thú cưng. Mỗi năm, Tyson chi gần 200.000 đô cho thức ăn, 125.000 đô cho người huấn luyện hổ và 4.000 đô để chăm sóc y tế. Tình yêu của Tyson dành cho động vật không dừng lại ở đó. Anh đã chi 400.000 đô cho chim bồ câu và cũng mất hàng trăm ngàn nữa cho những rắc rối liên quan đến lũ chim. Khi còn nhỏ, tôi đã rất khó xử và chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp ở bất cứ đâu. Chỉ khi leo lên mái nhà, không có sự bất an nào còn quan trọng nữa. Những chú chim bồ câu của tôi không bao giờ đánh giá tôi hoặc khiến tôi cảm thấy thất bại. Đó là mối quan hệ chân thật nhất mà tôi từng có. Bị knock out bởi những cám dỗ đời thường. Huyền thoại người Mỹ có lẽ đã là tỷ phú tự thân nếu sự nghiệp không bị hủy hoại bởi ma túy và gái. Tiền từng chảy vào túi tay đấm thép rất nhiều nhưng bay đi chóng vánh. Tyson từng ném 5,5 triệu đô trong 11 ngày ăn chơi chỉ bởi bị thách thức. Họ khuyến khích tôi rằng với 5,5 triệu đô, thử hỏi tôi có thể chi tiêu cho những bữa tiệc trong bao lâu. Tôi đã tiêu chúng hết vèo sau 11 ngày. Có lẽ tôi đã lập kỷ lục đó nhỉ? Tay đấm 56 tuổi nhớ lại. Tài xế riêng của Mike Tyson từng tiết lộ, các phòng ngủ bên trong ngôi biệt thự của Mike Tyson luôn được lấp đầy bởi những cô nàng xinh đẹp để khi có hứng, tay đấm thép có thể làm việc được ngay lập tức. Thậm chí Mike Tyson từng có quan hệ với cả siêu mẫu nổi tiếng thế giới Naomi Campbell. Bên cạnh đó,
mà Tyson tăng cân lên đến 100kg vì phần lớn thời gian ông chỉ luyện tập trên giường. Hai lần đổ vỡ trong hôn nhân. Khi Tyson đang ở đỉnh cao của sự nghiệp quyền Anh vào năm 1987, một đám cưới bất ngờ được diễn ra với lý do bác sĩ bảo cưới. Lúc đó anh chỉ mới 22 tuổi, kết hôn với nữ diễn viên Robin Givens. Lúc đó tay đấm này chia sẻ, Givens là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng sau đó một năm, cả hai đã ra tòa ly hôn. Tay đấm người Mỹ đã mất tới 3 triệu đô vì cuộc chia tay này. Theo như Tyson kể, đám cưới được tổ chức vì Givens nói rằng cô đã mang thai. Ngay sau đám cưới, Givens và mẹ, bà Ruth Givens, ngay lập tức đòi mua một căn biệt thự để có thể ổn định cuộc sống. Tất nhiên, Mike Tyson là người chi trả toàn bộ hóa đơn trị giá 5 triệu đô la cho siêu biệt thự ở vùng ngoại ô New Jersey. Không chỉ là 5 triệu đô để mua nhà, mà còn 10 triệu đô khác được chuyển vào tài khoản cá nhân của Givens trước khi cô thông báo rằng mình đã bị sẩy thai. Tyson cũng từng tố nam tài tử Brad Pitt quan hệ với vợ cũ của mình. Tôi đã thực sự tức giận khi về nhà và gặp hắn đang quan hệ với vợ tôi. Và chỉ vừa nhìn thấy tôi, hắn đã bỏ chạy trong hoảng loạn. Mike Tyson tức giận kể lại với các phóng viên về sự vụ xảy ra năm 1988. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Barbara Walters, vợ cũ diễn viên của Mike Tyson miêu tả cuộc hôn nhân đó với anh ta là nỗi thống khổ, địa ngục và tồi tệ hơn bất kỳ điều gì tôi có thể tưởng tượng. Huyền thoại 56 tuổi sau đó thừa nhận đã đánh Given và miêu tả trong sách của mình rằng đó là cú đấm tốt nhất trong cuộc đời tôi. Năm 1997, Mike Tyson kết hôn lần hai với người đẹp Monica Turner. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với kết quả là hai đứa con trai Amir và con gái Reyna. Tyson và vợ hai bỏ nhau vì tay đấm một thời ngoại tình. Tới năm 2009, Tyson kết hôn với người vợ thứ ba Lakeisha và bên nhau tới hôm nay. Với người vợ hiện tại kém 10 tuổi, huyền thoại boxing có thêm hai đứa con. Cặp đôi bên nhau hơn 10 năm, nhưng cựu vô địch quyền Anh thú nhận ông chỉ chung thủy với Lakeisha khoảng 2 năm gần đây. Bê bối nghiêm trọng và sự trả giá đắt. Năm 1992, Tyson bị kết án 6 năm tù sau vụ hiếp dâm người đẹp da màu Desiree Washington. Hãng Pepsi lập tức cắt hợp đồng tài trợ 10 triệu đô với ngôi sao này, dù án phạt tù sau đó của tay đấm thép được giảm xuống còn 3 năm. Mai được thả tự do vào năm 1995 sau 3 năm ngồi sau song sắt. Trong 3 năm bóc lịch trong tù, Mike Tyson vẫn chi rất nhiều tiền để sống như một bậc đế vương với những cuộc tình chóng vánh. Võ sĩ có biệt danh Mai Điên từng nghĩ ra đủ mọi cách để có thể ra tù sớm, bao gồm quan hệ với một nữ luật sư trong song sắt. Trong cuộc phỏng vấn, Tyson trông thư thái và rất bình tĩnh khi nói về chủ đề nhạy cảm như ở trong tù. Tyson nói, tôi đã có 3 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình là ở trong tù. Tôi đã có được bình yên. Tiền chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn không có được sự bình yên, ổn định và cân bằng. Ở trong tù, anh đối thoại nhiều hơn với bạn tù, với những người khách vào thăm và quan trọng hơn với chính bản thân mình. Anh tập chạy quanh sân 8 hoặc 9 dặm và vào buổi tối, anh nhảy dây trong 4 giờ trong phòng giam. Trong thời gian ở tù, anh đã cải sang đạo Hồi. Vậy mà đùng một cái, anh được tự do. Những bạn bè xấu trở lại, cơn lũ tiền tài danh vọng lại ập đến với anh khi anh đang học dở dang bài học trưởng thành. Và vốn là một con người mê tiền, mê gái và nghiện ma túy, Tyson tiếp tục để cho cuộc đời đưa đẩy. Anh lại thượng đài và mỗi trận đấu bây giờ mang về cho Tyson vài chục triệu đô la. Ngày 28 tháng 6 năm 1997 tại Las Vegas, tay đấm đáng sợ nhất thế kỷ 20 Mike Tyson khiến cả thế giới rúng động khi cắn nát tai Evander Holyfield. Sau 1/4 thế kỷ, câu hỏi vẫn còn đó, tại sao anh ta làm vậy? Tôi đã cắn Evander Holyfield, đó là đêm tồi tệ nhất đời tôi và tôi có mặt ở đây để gửi lời xin lỗi tới tất cả. Tôi đã sợ bị thua. Mike Tyson nói trong buổi họp báo tại MGM Grand, 2 ngày sau khi thực hiện màn cắn tai khét tiếng. Tuy nhiên, như chính Mike Tyson thừa nhận trong cuốn tự truyện, những lời đó được người khác viết ra và anh chỉ đọc như một cái máy, thậm chí cảm thấy ngượng mồm khi từng chữ phát ra. Nói một cách thành thực, sự dằn vặt đôi khi lướt qua tâm trí Tyson, nhưng ngay lập tức, bản thân anh lại tự hỏi tại sao phải ân hận, khi đó chính là bản chất con người anh. Mike Tyson từng bị phát hiện có cocaine trên xe và lái xe trong tình trạng say xỉn. Hành vi này đã khiến anh phải ngồi tù 24 giờ và phải tham gia lao động công ích. Năm 1999, tay đấm thép bị bỏ tù lần nữa vì cáo buộc hành hung hai người đàn ông lớn tuổi. Hình ảnh Tyson bị còng tay đi cùng các cảnh sát được chụp lại cùng năm. Đây có lẽ là bê bối cuối cùng dính đến tù tội trong cuộc đời của huyền thoại người Mỹ. Tất cả những rắc rối pháp lý đã làm tổn hại đến tài khoản ngân hàng của anh. Cuối cùng vào năm 2003, Mike Tyson buộc phải nộp đơn phá sản với khoản nợ 23 triệu đô, trong đó gồm 9 triệu đô tiền ly hôn cho cô vợ thứ hai Monica Turner, 13,4 triệu đô tiền thuế tại Mỹ và 4 triệu đô tại Anh. Để kiếm lại một số tiền,
Tyson buộc phải bán một trong những ngôi nhà của mình, căn biệt thự hoành tráng ở Connecticut. Nam rapper 50 Cent đã chuộc được căn biệt thự 52 phòng xa hoa của võ sĩ Quyền Anh với giá chỉ 3,3 triệu bảng Anh. Hành trình tìm lại chính mình sau khi phá sản. Dù cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm biến cố, nhưng bước ngoặt khiến Mike Tyson muốn thay đổi bản thân để sống khác đi chính là khi cô con gái 4 tuổi của ông, cô bé Exodus qua đời hồi năm 2009 vì gặp tai nạn với máy chạy bộ của gia đình. Exodus là một trong 8 người con của Mike Tyson. Cô là kết quả từ cuộc tình giữa Mike Tyson và một người phụ nữ có tên Sun Sochis. Mike Tyson từng nói, "Sau khi con gái tôi qua đời, tôi muốn sống một cuộc đời khác đi. Tôi đã và vẫn đang phải vật lộn. Thực sự để sống đúng nghĩa trong cuộc đời này là một điều rất khó đối với tôi. Cả cuộc đời mình, tôi từng chỉ muốn là một võ sĩ hung dữ. Và giờ tôi thấy cần phải thay đổi cuộc đời mình." Sau 20 năm, Tyson đã trở lại chốn xưa, sân tập Gleason ở quận Brooklyn, New York, nơi anh đã sinh ra và trưởng thành trên những võ đài ở đó. Giờ đây Tyson đến đó không phải để chuẩn bị cho một trận đấu, mà là đến để dạy quyền anh cho bọn trẻ, một thứ công việc thuộc loại công ích xã hội mà cảnh sát bắt anh làm vì việc đã ẩu đả trong một khách sạn ở New York. Anh nhẫn nhục làm điều ấy mà không nói nửa lời. Trong phòng tập, bọn trẻ vẫn đến xin chữ ký của anh, vẫn coi anh là thần tượng. Những người đó đến gần tôi, nói chuyện với tôi như thể họ rất hiểu tôi, còn tôi tự hỏi mình, ta có phải là một con quỷ không? Trong quá khứ, Mike Tyson rất thích công kích đối thủ trước khi thượng đài. Cựu tay đấm 56 tuổi không ngại sử dụng những ngôn từ phân biệt chủng tộc hay xúc phạm người thân của đối thủ. Giờ đây Tyson lại mong bản thân có thể quay ngược thời gian và ông sẽ cư xử hoàn toàn khác. Khi nhìn lại, tôi thấy bản thân đã sai rồi. Cả cuộc đời tôi là một sự hối tiếc, cách hành xử, lối sống và rất nhiều thứ khác thật khó chấp nhận. Tôi ước bản thân đừng làm điều đó. Tôi ước đã không nói những ngôn từ tồi tệ ấy, mai thừa nhận. Anh khởi động lại sự nghiệp của mình bằng cách xuất hiện trên màn ảnh khi hóa thân thành chính mình trong bộ phim hài đình đám của Mỹ The Hangover hay Diệp Vấn 3. Năm 2018, huyền thoại boxing thế giới gây bất ngờ khi tới Cần Thơ quay phim Girl 2, Những Cô Gái và Gangster của đạo diễn Trần Bảo Sơn. Ngoài các pha rượt đuổi ngoạn mục, cựu võ sĩ Quyền Anh còn có cảnh đội nón lá, mặc trang phục bà ba như nông dân miền Tây Nam Bộ đi bán trái cây. Tyson cũng đã ra mắt những sản phẩm của mình như Postcard Hot Boxing, một chương trình truyền hình hoạt hình Mike Tyson Mystery, cũng như hợp tác với Spike Lee trong một chương trình độc thoại. Tài sản của ông lúc này được cho là vào khoảng 10 triệu đô, không thể so với thời kỳ khi ông còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp boxing, nhưng dường như Mike lại cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều so với quá khứ. Tôi từng rơi vào cảnh trắng tay, nhưng tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi không xứng đáng có được một người vợ tốt như tôi đang có. Tôi không xứng đáng có được những đứa con đáng yêu như tôi đang có. Nhưng tôi lại đang thật sự đang có những điều đó và tôi rất biết ơn cuộc sống. Tyson tiết lộ rằng cơn đau lưng khiến ông phải bỏ Quyền Anh và vào năm 2020, một cơn đau đỉnh điểm khiến ông không thể chịu nổi, rơi nước mắt và nằm liệt giường trong 2 tuần. Mới đây, trên podcast Hot Boxing cá nhân, cựu võ sĩ Quyền Anh hạng nặng Mike Tyson khiến người hâm mộ hoang mang khi cho rằng ông đã được tử thần đánh số. Huyền thoại Quyền Anh Mike Tyson bất ngờ nói rằng, "Khi tôi nhìn vào gương, tôi thấy những đốm nhỏ trên khuôn mặt của mình. Điều đó có nghĩa là ngày chết của tôi sắp đến gần rồi, sẽ rất sớm thôi." Sau khi khiến khách mời và người hâm mộ không khỏi hoang mang vì câu nói này, huyền thoại 56 tuổi lại chuyển đề tài cuộc nói chuyện sang tiền bạc và những rắc rối mà nó mang đến cho cuộc đời ông. "Tôi luôn nói với mọi người, những người luôn nghĩ rằng tiền sẽ làm họ hạnh phúc, rằng khi bạn có nhiều tiền thì bạn sẽ rất dễ có người yêu. Nhưng bạn có chắc rằng họ sẽ yêu bạn thật lòng hay không? Bạn có thể đảm bảo là khi mình có tiền thì mình sẽ không bị bệnh, không bị tai nạn xe hay không? Tiền có thể bảo vệ bạn khỏi điều đó không?" Mike Thép nói. Từ đỉnh cao xuống vực sâu và giờ trở thành một người đàn ông trung niên của gia đình, Tyson kinh qua gần hết những thăng trầm của đời người. Trước khi chia tay, ông nhắn nhủ tới những người trẻ không may mắc sai lầm. "Không có gì là muộn ở cuộc đời này. Bạn có đủ thời gian, cơ hội để thay đổi quan niệm của người khác về bản thân bất cứ lúc nào bạn muốn và sẵn sàng. Thời trẻ tôi phóng túng, bỏ bê con cái vì mải mê theo đuổi nghiệp Quyền Anh và nghĩ chỉ cần đấm tốt là đủ. Giờ tôi giống một người làm công ăn lương. Hết giờ làm, tôi về mái ấm của mình, thứ trước đó tôi từng ao ước cháy bỏng. Dù nói bao nhiêu lời cảm ơn, tôi nghĩ cũng không đủ để giải bày nỗi niềm với cuộc đời." Bạn nghĩ sao về tay đấm bốc huyền thoại này? Hãy để lại comment bên dưới để cùng chia sẻ với câu lạc bộ tỷ phú nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.